con diều căng gió. Ủa, là cô hả? Cô tới tìm thằng Hiếu hả? Mà tìm nó làm cái gì? Tôi nghe nói là anh Hiếu mới về. Tôi gặp anh Hiếu được không? Ê, cô đi về đi. Cô gây rắc rối cho thằng Hiếu như vậy còn chưa đủ sao? Mợ ba tôi á không có ưa cô đâu. Mợ ba tôi mà nhìn thấy cô là cô không yên đâu. Cô đi về đi. Anh Võ Hiếu. Đó, thấy chưa? Mợ ba, tại sao cô tới đây? Ở đây không ai hoan nghênh sự có mặt của cô. Cô còn tới đây làm gì? Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cô. Nếu cô còn chút tự trọng thì đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi một lần nữa. Và còn điều này, hãy tránh xa con trai tôi ra. Đó, tôi nói rồi mà cô không chịu nghe. Vợ mà ba tôi thấy là có chuyện mà. Má, má với con hai vô nhà trước đi, con vô liền. Má không muốn uổng mất thời gian với hạng người này. Hiếu à, con nhớ con hứa với cô điều gì ngày hôm qua không? Đừng để má con buồn lòng nữa. Dạ. Thôi mình vô. Lì thiệt chứ. Má, 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 công nhận nhỏ này nó đẹp thiệt chứ. Nhưng mà nó dai như đĩa đối vậy đó. Bộ nó tính trù cho thằng Hiếu tới chết luôn hay sao nó mới vừa lòng á. Cái thằng này, dạ, bớt cái miệng chút xíu được không? Mợ ba mày đang buồn kìa. Anh nghĩ em không nên tới đây thì hay hơn. Anh cho em số điện thoại đi, em sẽ hẹn anh ra chỗ khác. Mình còn hẹn hò với nhau được hả? Em về đi, anh đang cần sự yên tĩnh. Anh Võ Hiếu ơi, em sai rồi. Em sẽ từ bỏ hết tất cả. Em cần anh.